Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, chứng nhân của những thời điểm lịch sử. Chân dung lịch sử xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình sinh năm 1910, mất năm 1995. Ông là một giám mục của Giáo hội Công giáo Roma, người Việt Nam. Nguyễn Văn Bình nguyên là Tổng Giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Sài Gòn từ năm 1960 đến năm 1995. Khẩu hiệu giám mục của Nguyễn Văn Bình là hãy đi giao giảng. Trong video lần này, các bạn hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu về Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, một người có thể coi là chứng nhân của những thời điểm lịch sử quan trọng. Nguyễn Văn Bình được sinh ra tại Sài Gòn. Sau 10 năm đi theo con đường tu chi thì ông được gửi đi Roma du học. Sau quá trình tu học kéo dài 15 năm thì đến tháng 3 năm 1937, ông được thụ phong linh mục tại Roma. Trong thời kỳ linh mục, Nguyễn Văn Bình từng đảm trách vai trò giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse tại Sài Gòn, tuyên úy các sư huynh Sài Gòn, chánh xứ họ Cầu Đất, đồng thời thực hiện tờ báo Tông Đồ. Tháng 9 năm 1955, Nguyễn Văn Bình được thăng chức giám mục đại diện Tông tòa Cần Thơ. Buổi lễ tấn phong lần đó được tổ chức long trọng tại nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn vào cuối tháng 11 năm 1955. Cùng với việc thiết lập hàng giáo phẩm công giáo, đến tháng 11 năm 1960, Nguyễn Văn Bình được chọn làm Tổng Giám mục tiên khởi Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ năm 1964 cho đến khi thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam, Nguyễn Văn Bình đảm trách chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Nguyễn Văn Bình từng đảm trách vai trò Phó Chủ tịch trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, kéo dài từ năm 1980 đến năm 1989. Nhà nước Việt Nam cũng đã truy tặng cho ông huân chương Đại đoàn kết dân tộc với những cố gắng trong việc đưa công giáo vào khối đại đoàn kết toàn dân. Tên ông cũng được sử dụng làm tên gọi một con đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Riêng đối với các giáo dân ở trong nước, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình được ghi nhận vì ông thể hiện tinh thần hòa nhập của Kitô giáo, hòa giải dân tộc, yêu chuộng hòa bình và khuyến khích cách diễn tả đức tin công giáo phù hợp với truyền thống Việt Nam. Đường lối của ông cũng được nhận định là góp phần trấn an giáo dân, thúc đẩy họ tái hòa nhập xã hội và có sức ảnh hưởng đến đường lối chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc. Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình được ghi nhận là nhân tố đóng vai trò hòa hợp và hòa giải dân tộc sau chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, đối với những tầng lớp giáo dân rời khỏi Việt Nam sau năm 1975, ông lại là một kẻ phản bội khi là chức sắc công giáo đầu tiên kêu gọi thân thiện và hợp tác với chính quyền nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc bổ nhiệm Nguyễn Văn Bình làm Tổng Giám mục Sài Gòn lúc bấy giờ cũng là một bất ngờ. Vì khi đó, chính bản thân Tổng thống Việt Nam Cộng hòa là Ngô Đình Diệm đã vận động để anh trai mình là Giám mục Ngô Đình Thục làm Tổng Giám mục Sài Gòn. Bởi khi đó, Giám mục Ngô Đình Thục có uy thế mạnh, vừa là anh trai Tổng thống, đồng thời lại là niên trưởng Giám mục Đoàn miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, Tòa Thánh lại quyết định điều chuyển Giám mục Thục ra Tổng giáo phận Huế và điều chuyển Giám mục địa phận Cần Thơ Nguyễn Văn Bình làm Tổng Giám mục Sài Gòn. Trước đó, vào năm 1955, khi Tòa Thánh chọn đại diện Tông tòa Sài Gòn kế nhiệm Giám mục Jean Cossen đã không chọn Giám mục Ngô Đình Thục, mà chọn tân Giám mục Simon Hòa, Nguyễn Văn Hiền. Việc này làm chính quyền Ngô Đình Diệm phản ứng mạnh mẽ và có những hành động gây cản trở sinh hoạt tôn giáo của Giám mục Nguyễn Văn Hiền. Tòa Thánh quyết định nhượng bộ và điều chuyển Giám mục Hiền làm Giám mục giáo phận Đà Lạt và chọn Giám mục Nguyễn Văn Bình là người có thái độ chính trị thích hợp hơn ngồi vào vị trí này. Ngay trong những tháng đầu tiên khi được chuyển về Sài Gòn, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đã chính thức bổ nhiệm linh mục Jean Maria Trần Văn Hiến Minh làm bề trên, quản lý trường trung học Nguyễn Bá Tòng. Vừa về nhận giáo phận, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đã được cử làm Chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách các phong trào công giáo tiến hành, tông đồ giáo dân của cả miền Nam Việt Nam. Từ đó, ông dành nhiều thời gian đến thăm các đoàn thể của giới công giáo, các đoàn thể tu đức, các đoàn thể công tác xã hội, các đoàn thể trí thức, các đoàn thể thanh niên, các đoàn thể thiếu niên và cả các đoàn thể cho người lớn. Trong 5 năm đầu tiên sau khi trở thành Tổng Giám mục, Nguyễn Văn Bình tiếp tục công việc của vị tiền nhiệm, đó là sắp xếp và bình thường hóa đời sống đạo của giáo dân công giáo di cư, vốn có số lượng rất đông đảo lên đến hơn nửa triệu người. Tháng 11 năm 1961,
Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã tổ chức kêu gọi hỗ trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở người Công giáo rằng việc giúp đỡ người khác là bổn phận buộc phải thi hành. Lời kêu gọi của Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã thu được kết quả là 400.000 đồng, thời giá vào năm 1961, cùng với 200 túi quần áo. Trong đó có cả sự đóng góp của những người ngoài Công giáo. Trong năm 1962, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng quyết định đưa chiếc gông của Thánh Matthew Lê Văn Gẫm đeo từ khám đường Chợ Quán đến cây Gia Còm thuộc họ Chợ Đũi đến đền thờ Thánh Gẫm để trưng sau gần 200 năm được lưu giữ tại Chủng viện Sài Gòn. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng đã nhận thấy tình hình Công giáo ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ đang bi thảm và người dân đang sống rất vất vả. Ông cho rằng việc đối đầu giữa hai phía là Công giáo và Cộng sản diễn ra ở miền Nam Việt Nam đang rõ rệt hơn bất cứ nơi nào khác. Đầu năm 1962, Nguyễn Văn Bình đã tham gia một cách tích cực trong nhiều hoạt động hội thảo, chiếu phim, các cuộc triển lãm, tranh luận để tìm hiểu thêm về cộng đồng. Đầu tháng 11, các giám mục trên khắp thế giới đã được giáo hoàng bổ nhiệm vào các ủy ban, làm việc với những chủ đề khác nhau. Khi đó, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Kỷ luật Giáo sĩ. Chỉ có hai giám mục Việt Nam được chọn làm thành viên các ủy ban này là Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình và Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế Ferro Martino Ngô Đình Thục. Đến cuối năm 1962, cùng với các giám mục sắp tham gia công đồng, Tổng giám mục Bình chủ sự một buổi lễ canh thức để cầu nguyện cho công đồng và các nghị phụ Việt Nam và xin các giám mục này truyền đạt đến công đồng thỉnh nguyện thư của tín hữu Việt Nam. Nội dung thỉnh nguyện thư trình bày nguyện vọng được sử dụng tiếng Việt trong thánh lễ và mong muốn đổi mới trong cơ cấu và sinh hoạt mục vụ ở địa phương. Cũng trong khoảng thời gian cuối năm 1962, Nguyễn Văn Bình đã đến Roma. Tại đây, ông có dịp gặp Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Nội dung chính xoay quanh việc có linh mục và giáo dân tố cáo ông mua phần lớn cổ phần của khách sạn Caravel. Dịp Giáng sinh năm đó, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình tiếp đón Hồng y Hoa Kỳ Francis Spellman trong dịp ông đến Việt Nam Cộng Hòa với mục đích chúc mừng dịp Giáng sinh đến quân đội Mỹ đang đồn trú tại đây. Tính đến năm 1963, số giáo dân gốc Hoa tại Tổng giáo phận Sài Gòn không vượt quá mức 5.510. Tuy nhiên, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình quyết định xây riêng một tiểu chủng viện Thánh Carolo nằm ở số 584 Hùng Vương, quận 6, dành cho cộng đồng Công giáo người Việt gốc Hoa. Tính đến thập niên 1970, tiểu chủng viện này đã có hơn 30 chủng sinh, hai chủng sinh du học tại Penang, Malaysia, hai chủng sinh du học Roma cùng 10 chủng sinh tiếp tục theo học Đại chủng viện Sài Gòn. Sau thời kỳ thuyền nhân rời khỏi Việt Nam, số người Việt gốc Hoa giảm dần và chỉ còn lại lượng người rất ít. Tuy vậy, số chủng sinh theo học tại đây vẫn còn tiếp tục duy trì. Dưới thời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, một số người Công giáo cho rằng việc biệt đãi đối với Công giáo là một việc làm không công bằng. Hai giám mục được nhóm người này đề cao vì tách giáo hội Công giáo tại Việt Nam khỏi sự ảnh hưởng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền và vị Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình. Vài ngày sau sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, ngày 16 tháng 6, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình chính thức lên tiếng và phủ nhận sự liên quan của Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam. Đồng thời, ông cũng thừa nhận vai trò chủ động trong cuộc tranh chấp đến từ các tín đồ Thiên Chúa giáo. Bức thư thứ hai của Tổng giám mục Bình gửi đến các tu sĩ cũng như các giáo dân đã khẳng định rằng giáo hội không những không gây nên biến cố mà còn đau đớn vì những tai họa của những biến cố đó. Trong thư, ông nhắc nhở giáo dân về sự tách biệt của giáo hội và nhà nước. Bức thư này của ông đọc một cách công khai tại toàn bộ các nhà thờ và nhà nguyện thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Trước đó, các sinh hoạt tôn giáo diễn ra ngoài trời nhân dịp lễ mình và máu Chúa Kitô dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 6 cũng được chính Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cho phép hủy bỏ. Ngày 24 tháng 6 năm 1963, sau khi gặp mặt, đồng thời thuyết phục Tổng thống Ngô Đình Diệm thay đổi thượng tầng lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không thành. Linh mục Cao Văn Luận đến gặp Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình để nhờ cậy. Với vai trò tôn giáo có thể sẽ gây áp lực được lên ông Ngô Đình Diệm. Ông Cao Văn Luận sau khi từ Hoa Kỳ trở về thì nhận thấy dư luận Hoa Kỳ có vẻ đã mất thiện cảm với chính quyền Ngô Đình Diệm và quốc hội nước này chịu áp lực từ quần chúng, chỉ có thể tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa nếu họ chịu cải tổ chính trị.
Tổng giám mục Bình sau khi lắng nghe linh mục luận trình bày thì cũng nhận thấy tình thế thật khó khăn và phức tạp. Ông chấp nhận đề nghị cùng với các giám mục khác bàn thảo và soạn thư chung gửi đến Ngô Đình Diệm. Cuộc đảo chính diễn ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã lật đổ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là Ngô Đình Diệm, đồng thời cũng đã dẫn đến cái chết của hai anh em họ Ngô, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Ngày 2 tháng 11, Giáo Hoàng gửi thông tin cho Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, mục đích tiến hành cầu nguyện để giúp đất nước Việt Nam vượt qua hoàn cảnh đau đớn ấy. Đến giữa tháng 11, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình trở về Việt Nam sau khi đi Roma. Lúc bấy giờ, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình gọi cho tướng Dương Văn Minh, khi đó đang là Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, và tướng Nguyễn Ngọc Thơ. Nguyễn Văn Bình đã đứng ra kêu gọi thúc đẩy hòa hợp mọi người thuộc các tôn giáo tại Việt Nam. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 12 năm 1963, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã làm chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Tiểu Chủng viện Thánh Giuse tại Sài Gòn. Cũng trong năm đó, Nguyễn Văn Bình chủ trương xây dựng mới Tiểu Chủng viện và Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Ngày 7 tháng 1, Tổng giám mục Bình cử hành lễ tang cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng giám mục Ngô Đình Thục tại nhà thờ Chúa Cứu Thế. Cuối tháng 1 năm 1964, các giám mục tại miền Nam quyết định thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam. Khi đó, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đắc cử chức vụ chủ tịch đầu tiên của hội đồng này. Đến giữa tháng 2 cùng năm, trong lúc dịch hạch đang phát triển mạnh mẽ, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đến thăm các nhân viên y tế đang căng thẳng làm việc tại khu vực chữa bệnh. Trong bối cảnh sau vụ việc đảo chính, các nhóm Phật giáo không còn phản đối việc bổ nhiệm một tín đồ Công giáo vào chức vụ thủ tướng. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng bày tỏ quan điểm của mình với tướng Nguyễn Khánh rằng nếu có hai ứng viên, một từ Kitô giáo và một ngoài Kitô giáo, mà người ngoài Kitô giáo có khả năng tốt hơn, thì các giám mục cũng mong muốn người này trở thành thủ tướng mới. Ngày 3 tháng 3 năm 1964, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam công khai bác bỏ các cáo buộc về việc sơ tán người Công giáo sau khi ký Hiệp định Geneva vào năm 1954 là do các giám mục tổ chức. Ông cũng cho biết chính những tin đồn này đã gieo rắc sự bất hòa giữa người theo đạo Công giáo và những người không theo đạo. Ngày 20 tháng 3, Nguyễn Văn Bình tham gia phiên khai mạc Đại hội lần thứ tư của Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau sự kiện đảo chính, thì Ngô Đình Cẩn, một người em của Ngô Đình Diệm ở Huế, cũng bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 1963. Ông Cẩn nhanh chóng bị xử tử hình và phiên xử được tổ chức vào ngày 16 tháng 4 năm 1964. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình viết đơn cho tướng Dương Văn Minh, khi đó giữ chức cốt trưởng Việt Nam Cộng Hòa, để xin miễn án tử cho Ngô Đình Cẩn. Tuy nhiên, đơn xin ân xá của Ngô Đình Cẩn và thư của Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đều bị Dương Văn Minh bác bỏ. Từ sau năm 1965, phong trào chính trị thiên hướng dân tộc đang được phát triển mạnh mẽ. Trong thời kỳ này, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đứng ngoài các đảng phái chính trị, mục đích để tạo sự hợp nhất cho giáo dân. Đồng thời, ông cũng tìm hiểu và thông cảm với tất cả các quan điểm chính trị khác. Ngày 7 tháng 1 năm 1965, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đến thăm Bình Giã, nơi hai bên quân đội đã tham chiến quyết liệt từ ngày 28 tháng 12 năm 1964 đến ngày 3 tháng 1 năm 1965. Nhiều người Công giáo cũng đã chào đón chuyến thăm này của ông. Kỳ bầu cử Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa diễn ra vào ngày 3 tháng 9 năm 1967. Trong thời điểm nhạy cảm này, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng cấm các linh mục của mình tuyên bố công khai ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào, cả trong và ngoài giáo hội. Ông Bình cũng công khai tuyên bố rằng mình sẽ chào đón tất cả mọi người đến thăm, nhưng không đồng nghĩa rằng gặp gỡ ứng viên nào thì ông ủng hộ ứng viên đó. Nhân ngày Hòa bình Thế giới, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng đã kêu gọi nhân dân xây dựng môi trường sống hòa bình, ổn định. Ông cho rằng việc đàm phán hòa bình trong hoàn cảnh hiện tại là thực sự cần thiết. Trong những tháng đầu của năm 1975, Giáo hội Công giáo miền Nam Việt Nam tỏ ra hốt hoảng và lo sợ trước những chiến thắng của quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là những người theo tư tưởng Cộng sản. Từ tháng 2 trở đi, thì sự lo lắng này lại càng lộ rõ ở trên các mặt báo. Đặc biệt là tạp chí Tông đồ Giáo dân đã có nhiều bài viết làm cho dân chúng hoang mang lo sợ. Trước tình thế đó, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đứng ra kêu gọi nhân dân bình tĩnh và đừng lo sợ. Mặt khác,
Ủy ban tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn kêu gọi giáo dân ở lại và sẵn sàng tử vì đạo. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng đã khẳng định với giáo dân rằng giáo hội không bao giờ ủng hộ di tản giáo dân Công giáo ra nước ngoài. Đồng thời ông cũng trực tiếp khuyên bảo các linh mục đừng hoang mang nhưng cần can đảm và hy sinh cho đến mức tử đạo. Trong giai đoạn chế độ chính trị có nhiều thay đổi, Tổng giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận bị bắt và khâm sứ tòa thánh rời khỏi Việt Nam. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình quyết định chọn con đường đối thoại, hợp tác cũng như hòa giải. Ông Bình trăn trở và tìm mọi cách để giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất là vị thế của người Công giáo trong lòng dân tộc. Thứ hai là sự sống đạo trong xã hội dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đại thắng mùa xuân năm 1975 chưa phải là kết thúc của câu chuyện Công giáo và Cộng sản hay Công giáo và dân tộc. Cả hai phía đạo và phía đời, nhà nước và giáo hội cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để suy ngẫm, đối thoại cũng như nghiệm sinh. Những tư tưởng có tính tiên tri của Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng như vậy. Hồi đó, khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, Nguyễn Văn Bình cũng đã công bố lá thư với mục đích kêu gọi khá rõ ràng phải cộng tác với người Cộng sản chiến thắng. Việt Nam đã chiến thắng, người Mỹ bị đẩy ra khỏi đất nước ta, đất nước cũng được thống nhất về một mối. Sự thật đó chứng tỏ tình cảm yêu nước là chính đáng. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã tỏ rõ khả năng của mình trong việc đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử, đặc biệt góp phần dẫn dắt giáo hội Công giáo Việt Nam vượt qua những thử thách đầy nghịch lý và khó khăn của chiến tranh, cũng như bước đầu khẳng định chỗ đứng của mình trong môi trường xã hội hoàn toàn mới mẻ khi chế độ Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975. Thích ứng với xã hội mới và khẳng định đường hướng cho giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam. Sau khi Sài Gòn giải phóng, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành nơi tiêu biểu cho mối quan hệ này. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã đặt nền móng cho đường hướng xây dựng một giáo hội đồng hành với dân tộc. Qua hai thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt với lịch sử giáo hội, cho thấy rằng Nguyễn Văn Bình thực sự đã có những đóng góp tiêu biểu cho việc lựa chọn và khẳng định đường hướng Công giáo đồng hành với dân tộc và bước đầu thích ứng với chủ nghĩa xã hội. Các bạn vừa theo dõi Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, chứng nhân của những thời điểm lịch sử. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.